Ba ông vua tuổi Tý nhà Trần, tài ba nức tiếng sử Việt. Thứ nhất, Trần Thánh Tông. Thánh Tông hoàng đế tên húy là Hoàng, con trưởng của vua Trần Thái Tông và bà Thuận Thiên công chúa họ Lý. Ông sinh ngày 25 tháng 9 năm Canh Tý, ở ngôi từ năm 1258 đến năm 1278. Thứ hai, Trần Anh Tông. Vua Trần Anh Tông có tên thật là Trần Thuyên, ông là vua thứ tư nhà Trần, con trưởng của vua Trần Nhân Tông. Ông sinh năm 1276, tức năm Bính Tý. Ông ở ngôi từ tháng 4 năm 1293 đến tháng 4 năm 1314, rồi làm Thái Thượng Hoàng đến khi qua đời. Thứ ba, Trần Minh Tông. Vua Trần Minh Tông là vua thứ 5 nhà Trần, ông tên là Trần Mạnh, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1300, tức năm Canh Tý. Ông là con thứ tư của vua Trần Anh Tông. Ông giữ ngôi từ ngày 3 tháng 4 năm 1314 đến ngày 15 tháng 3 năm 1329, sau đó làm Thái Thượng Hoàng đến khi qua đời. Bạn có cảm nhận như thế nào về ba vị vua này?